Rồi xứng đôi dữ lứa ha. Thấy hả, tụi nó ngoan ghê. Dạ. Dạ. Chúc mừng cho hai đứa nha. Dạ. Dạ mời chị. Không được không? Gì vậy? Gì vậy? Anh Tư, anh đang nói sao với tôi đây? Cô là ai? Cô hỏi đúng lúc lắm. Anh Tư, anh hãy nói cho cô ấy biết em là ai đi. Rồi nói cho mọi người ở đây biết em là ai luôn đi. Sao vậy Tư? Cái gì vậy con? Cô ấy là ai vậy anh Tư? Vậy là sao? Anh không nói được sao? Vậy thì để tôi nói. Đáng lẽ tôi mới là người được mặc áo cô dâu đứng ở chính giữa làm lễ kế bên ảnh đó, chứ không phải là cô này đâu. Cô nói vậy là sao vậy anh? Anh Tứ, anh nói gì đi. Sao anh im lặng vậy? Có chuyện gì cũng nói ra đi. Ảnh không nói thì để tôi nói tiếp cho mọi người biết. Có chuyện gì cô cứ nói ra đi. Tôi mới chính là người đã âm thầm yêu ảnh từ khi ảnh còn là một thư sinh khố rách áo ôm. Tôi cực khổ buôn bán, chắc chiêu từng đồng từng cắt để nuôi ảnh ăn học. Vậy mà rồi ảnh thề tốt với tôi á là khi mà công thành danh toại anh sẽ cưới tôi làm vợ. Trời ơi, vậy cũng được hả? Kỳ vậy con? Có thật không anh? Anh Tứ, kỳ vậy? Tôi nói dối làm gì? Cứ mỗi tuần trăng tôi gom bạc ở dưới quê lên đây đưa cho ảnh, rồi lẳng lặng quay về lòng hạnh phúc như là hứa hẹn trăm năm. Vậy mà nỡ lòng nào bây giờ ảnh đi cưới vợ anh bỏ tôi. Anh Tứ. Vợ, vợ, em đi đâu vậy? Vợ, ba, ba. Mẹ, sao đi hết vậy? Anh dậy. Cô đã vừa lòng chưa? Anh Tư, anh có lỗi với em sao anh còn nạt em nữa? Cô có bao giờ soi gương để xem lại cái dung nhan của mình chưa hả? Nghĩ sao mà đòi làm cô dâu hả? Nhưng anh đã thề hẹn với em lúc em đưa bạc cho anh rồi mà. Đó là cô ngu, cô ráng cô chịu. Chứ tôi có hứa hẹn với cô bao giờ? Bấy lâu nay tôi tội nghiệp cho cô, tôi không nỡ nói ra nên cô cứ mơ tưởng cầu cao. Anh Tứ, em biết em làm anh bể mặt với mọi người nên anh mới nóng nảy với em. Nhưng mà tại vì em quá thương anh cho nên em mới không thể kiềm chế được cơn ghen tức. Em xin lỗi anh. Anh bình tĩnh lại nha. Em xin lỗi anh. Tôi đang rất là bình tĩnh và xin thật lòng nói cho cô biết, nếu như tất cả các cô gái trên thế gian này chết hết đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ lấy một người như cô làm vợ. Cô biết tại sao không? Tại vì tôi sợ nửa đêm đang ngủ mà bị giật mình bởi vì người làm kế tôi sống như một con ma. Xấu không có tội mà tôi thấy tôi tội cho tôi nè, khi lấy một người xấu như cô làm vợ. Thì ra đây là nguyên do bấy lâu nay anh có lần lựa không dẫn tôi về ra mắt gia đình. Trên nhiều lúc ngoài đường anh cũng né tránh, không nắm tay tôi sánh đôi là mắc cỡ đúng không? Tôi yêu anh mù quáng nên tự biện minh cho anh. Bây giờ thì cô tự hiểu rồi đó. Tôi không cần phải nói nhiều với cô nữa. Làm ơn, từ nay trở đi cô đừng có đeo bám tôi nữa. Là dịch mà tưởng mình là Thiên Nga hả? Đừng có nói nữa. Sao anh ác với tôi quá vậy? Chuyện này là sao hả mày? Dạ, con xin lỗi ba mẹ. Mời quý khán giả đón xem chương trình Chuyện xưa tích cũ lúc 19h15 thứ hai thứ ba trên truyền hình Vĩnh Long 1.